chị biết nói rằng ai nó giống cái độc thơ. Đúng rồi, đây là em làm một cái mini TED Talk đó là được rồi. Pronunciation tiến bộ mặc dù từ English và cẩn thận hơn chút nữa là được. Và bắt đầu tạm cho 8 bài trình bày. Mấy đứa em không nói nhanh đây. Mới có 20 phút là nói xong hết rồi. Rồi chúng ta nữa. Chị thấy được cái câu chuyện của chị nói giống như của Phương và của Hiền. Cộng lại, cộng với thêm là của em nữa Hương. Mà cái thời điểm mà chị tốt nghiệp đại học xong á, là bắt đầu về chị xin đi học. Là bắt đầu hồi đó chị có một cái job ở Sở Nông nghiệp Hà Tĩnh. Là mà về đó thì đó là thực sự là dream job của chị, bởi vì là em biết mà ở miền Trung á, mà được nhận vô một cái sở là hẳn có vẻ to bạc của hình tảng á. Và mọi người giống như bọn chị đi học là đều mong muốn, bởi vì ngành nông nghiệp là một ngành rất là hẹp. Nếu như nông nghiệp mà không phải làm việc ở Sở Nông nghiệp thì làm ở chỗ nào? Đó, mà ở miền Trung nữa, mà là con gái nữa. Nên là cái đó là giống như là cái best option cho chị, best choice. Và ba chị nói là ra ngoài để làm với con, bởi vì quê chị gốc Hà Tĩnh mà. Chị quê ở Thạch Hà, Hà Tĩnh, và hồi nữa chị lại yêu một anh người Hà Tĩnh nữa. Nên là đủ tất cả mọi hồi từ là chị ra ngoài đó. Để ra ngoài đó để mà set up một cuộc sống giống như một cái đứa sinh viên mà tốt nghiệp ra trường. Xong ra ngoài đó, chị nộp hồ sơ xong rồi, chị đi gặp mấy anh chị mà của trường chị mà được bằng giỏi, mà hồi trước mà được nhận thẳng vào á, giống như chị vậy. Thì đi uống cà phê với mấy anh chị đó, thì ngồi nghe mấy anh chị nói chuyện là văn bản này, công văn này. Rồi chị nói trời ơi, cái vai của mình vô đây mình cũng làm những cái như được. Mà chị thấy làm những cái như được chị cảm thấy áp lực á. Mà vô lại đời mình lại cứ quấn quẩn là văn bản, công văn. 7 giờ sáng đến cơ quan, 11 giờ ra chạy lật đất đi chơi về nấu ăn cho chồng cho con ăn xong rồi. Rồi chiều là đi lại và tối về là mình sẽ coi tivi rồi mình ngủ, sáng mai mình đi làm. Rồi lại đưa mình ngang ngửa là tan rồi sao? Xong rồi chị nói là không. Tự hỏi bản thân mình đấy có phải cuộc sống mình muốn không? Không. Xong rồi đi về, ôm sách vở, gọi gọi em áo quần đi về. Đi về rồi thì xong rồi bắt đầu xin ba chị, xin ba mà chị đi học tiếng Anh. Mà em biết mấy chỗ chị bữa đi là cách đây 10 năm á, hồi nữa thằng bữa đi thì trận thằng có vẻ tiến bố hơn chút, là có người đi học đại học. Nhưng hồi nữa là trong xóm chị có ai đi học đại học hết á, đầu một cách chính quy mà đi học á là không có. Nhưng mà đi học xong rồi về là chỉ chăm chăm để có một công việc thôi, chứ không ai nghĩ là đi học tiếng Anh hoặc là đi du học. Bởi vì ba chị sợ gì, sợ con gái miếng đứa đầu tiên mà sau con có 5 đứa em thì mình đứa cháu là 6 đứa đi học. Mà chứ 6 đứa đó là cả 6 đứa nó đông loạt nó học từ lớp 1 nó lại lắc nó lớp 12 mà chắc chị ra trường. Và xong rồi bây giờ chị lại muốn đi học nữa, mà học ở một cái tương lai bất định, không biết là nó sau đi học xong rồi nó sẽ như răng hết á. Ba chị ra đi, một phần á là vì kinh tế trong nhà đi, mà một phần là cảm thấy cái tương lai đó nó quá bất định và nó không chắc chắn, nên là ra đi. Xong rồi mấy đứa em á, gặp thằng Vinh con Hải, con Hải hẳn nói được đối nhiều đi. Nếu chị thực sự muốn thì chị cứ đi. Kiểu đó, nói chung hẳn nói một cách mà đây kiểu tâm mà, nhưng mà không có một ý nghĩa chứ trong lời khuyên đấy. Con mấy đứa em thằng Vinh con Ngọc á, thì nhìn con chị một cách đầy thương hại. bởi vì ba chị là nhất quyết là không cho đi. Không cho đi rồi mà ba con chửi được. Con mà chị ấy thì em mấy đứa bé thấy đó, là cứ làm việc lâm lùi đó thôi chứ không có nói nắng gì hết á. Tóm lại ba chị nó không cam chứ có chuyện gì trong gia đình, mà chuyện việc học của con cái học trường đi phải làm đấy, mà chúng ma chị nó không vô cam. Chỉ có ba chị là người quyết định thôi, ba chị là nhất quyết không cho đi. Mà một khi mà ông đã không cho đi ở mình mà thứ này nỉ nữa là ông bắt đầu quay ông chửi. Dữ lắm. Xong rồi thế chị quay lui và tới rồi đi quanh mỗi lần mà chị có chuyện chi mà rắc rối trong nhà là chị sẽ bắt đầu là đi bộ dọc sân bay, đi qua bờ sông Bạch Hạc, đi đò. Xong rồi qua nhà bên ngoài chị than thở. Giống như hồi trước mà không được đi học được đại học á, chị có để chị than thở, bắt đầu gì cho chị mượn chị vang luôn về chị đi online. Kiểu đó là đi qua để chị than thở. Xong rồi mà không biết lần nữa có ai cho tiền không nữa. Xong rồi chị về. Về đến khi mà ba chị là nhất quyết không cho đi, tất nhiên cho đi chắc chắn không cho tiền nên ạ. Mà chị ra ngoài được ở nhà chị mua con bò 3 triệu mua mặc nợ của nhà chị Thanh. Xong rồi bắt đầu mà ngồi mà sắt chuối cho bò ăn, mới dắt bò về mà
chuối băm chuối cho ra ăn, bắt đầu chị ngồi bên chị lấy quá chị bẻ chỗ đi, chị sắp hết hình đi quá hình khác nữa, bà chị chỗ ngồi cảnh thảm quá mà nói thôi mình đi học đi. một ngày là cháu mới 10 ngàn, một ngày là bỏ hồi 10 ngàn, một tháng là cháu mới 300 ngàn để mình đi học. Ôi miệng nghe để mình mừng quá, phốc mình chạy bắt đầu vô ở bắt đầu có đường rồi vô bắt đầu toàn bộ các sách ngữ pháp á, mà chị ôm một cái bao tà đấy nhỉ, là chất lập mình một bao tà. Xong là ngay hôm sau thêm đặt thêm chiếc xe đạp nữa vô Đà Nẵng á. Bởi vì Huế vì sao không vô Huế buồn quá, bởi vì vô chứ không có bàn nữa, mà cũng không muốn là dính líu cho bạn bè trong thời gian đi học như hết á, nên là vô Đà Nẵng. Thì vô Đà Nẵng bắt đầu là vô gặp là thằng bạn thằng cho vô ở nhà người yêu hắn. Xong rồi bắt đầu vô ở đó mấy ngày tìm chỗ học. Mục tiêu của chị đó là tìm một chỗ để cách xa môi trường, mò môi trường bạn bè, mò môi trường nhiệt để là tự học thôi. Cho em nghĩ với 300 ngàn sao có thể là đi học ở chỗ nào được, và tự mình đi dạy kèm với anh. Và sau đó đúng là đời chị rất là may mắn, rất cực kỳ may mắn. Vô đó cái là bác Dương Quang Thiền, bác cho 1.000 đô, bắt đầu đi học. Đăng ký hội Ellie, một khóa 5.6 triệu, tuần 2 buổi, một buổi 1.5 tiếng, một khóa là 2.5 tháng. Chị học 2 khóa như vậy. Xong rồi chị đi học thêm một cô nữa là cô Hành ở nên đường Nguyễn Chí Thánh á. Xong rồi nhưng mà chị thấy rồi, quan trọng nhất cốt lõi đây là vấn đề tự học. Và em biết trong một khoảng thời gian ban đầu á, chị mất rất là nhiều thời gian cho việc mà lên quần không biết là bắt đầu học như đâu hết á. Bởi vì em nghĩ là một tuần mà lấy lớp mà 1.5 tiếng, 1.5 tiếng mà thay phương pháp lấy được giáo học viên làm trung tâm á, cứ đứa nói câu đứa lên bảng viết câu hết cả 1.5 tiếng thôi, máu đó. Xong rồi bắt đầu chị học quần quật từ sáng đến tối. Buổi sáng là 8 giờ là chị luôn là đứa đầu tiên vô thư viện học. Chị học xong rồi học đến lúc mà không học là chị ngủ đến 3 nó chạy được miệng đây cả dậy luôn. Xong rồi đến tỉnh dậy xong rồi chiều chị đạp xe về, chiều là 1.30 là đúng 1.30 là sát rồi lên học, đến 9 giờ là bắt đạp xe về. 9 giờ về mà con mở dễ viết ra làm bài tập, nói chung chị rất là discipline nhưng mà không có phương pháp. Toàn học phải chỉ đánh cáo, có nghĩa là đưa sách IELTS ra ngồi học. Mà em biết mà trong 2 tháng liên mà chị làm cái IELTS 13, 14 câu hẳn không kiểu gì lên hết á, muốn listening và reading hẳn không lên nổi. Chị nói ngồi không, vô lại nhưng phải bỏ tay ngang đấy, cứ qua học bài mà nó lên nổi đi. Bắt đầu quay ngược lại nghe lại những cái tài liệu là listen in đô cả thứ, đúng nghe một đoạn sau là bạn nghe 3 tháng nữa thành lên được 26 câu. Mình biết cái trick nó nằm ở đây rồi, cái trick ở đây là không phải là tập trung vào cái dài cái đó mà quay ngược lại học mấy cái dễ, xong rồi lên. Bắt đầu đến khi mà chị học, chị thi được cái ngày mà chị thi được IELTS 6.5, chị nghĩ là tơi to chị thôi, tôi cảm vì cái sự nỗ lực của chị mà chó thôi, chứ chị không nghĩ là ở cái level đó mà được 6.5, bởi vì nó rộng, tức là chị xây ở trên ngọn á, toàn là kỹ năng ở trên hết á, con dưới nhìn nói một từ con người ta còn không hiểu mất, rửa mà người ta cho chị 6 điểm nói, vì cái này chị gọi là trời thương và số phần chị gặp máy thôi. Xong rồi nữa là ngó đôi nhá, ngay thì nhận được kết quả IELTS là bắt đầu chị ngay là chị ở chợ Tây Lộc. Mà ngay đó chị đi chợ Tây Lộc, chị cũng ăn một tô bún nghệ sao long những cái má sao mình ở đây ăn á. Chị và con Hải mà tất chị đi chợ là phải ăn hàng, nực mía là phải bún nghệ, không phải bên người là phải bánh lóc, một cái chị nào mà ăn được là nó mới về, còn tắm về nó cảm thấy thiếu thốn. Xong rồi ngay nữa thằng Tuệ nói chị Hằng, chị được 6.5 đó, em 6 chấm. Thiệt không? Mình nói thiệt không? Nói thiệt. Ui, chị đừng cầm cái khăn bịt mắt chị đưa chị nhảy tưng đi. Ui, chị nhảy chị nói con Hải hả? Nói ui chị đừng có nhảy nữa mà họ tưởng chị điên. Xong rồi về em biện bảo mà chị quần quật là gần 1 năm trời ở trong Đà Nẵng, mà thời điểm đó là chị không hề đi cà phê với một người bạn single, no. Thậm chí anh người yêu chị lúc đó làm việc ở Gia Lai, mà một đêm như vậy chị chỉ nhắn 1-2 tin thôi, tức là đi học về chị cầm cái điện thoại xong rồi chị nhắn xong rồi chị chui dưới giường xong rồi tối mai lại chị về chị chui thêm chui nữa. Thằng giữa đó đi học là không cầm điện thoại đi theo, mà hồi nữa máy là chưa có Facebook. Chị mà hồi nữa có Facebook chị không được luôn quá, bởi vì là có máy tính mà hồi nữa là Internet là con rất là thô sơ, tức là chị cũng không biết Google là cái gì luôn. Thỉnh thoảng là làm thế nào đi học tiếng Anh mà tên đó không có ai biết hết á. Thật con ý đấy, 10 năm về trước thật con thô sơ lắm, chứ không phải người đi mà bị ở đây mà cứ đăng ký vào một cái chỗ mua là họ gửi cho hàng loạt tài liệu đây đọc ngào đúng không? Không có gì nữa. Mày
đó là chị may rồi chị. Xong rồi đến khi mà chị bắt đầu học chị đã thấy là ngon rồi nghe, 6.5 là ngon rồi nghe, bắt đầu về chị đi làm. Là lúc nữa chị có hai option công việc nữa. Một là làm tổ chức tâm nhìn thế giới ở Quảng Trị mà làm về mạng và phát triển nông nghiệp phụ trách vùng của Hải Lăng, và một option thứ hai đó là làm cán bộ dự án mà dạng tình nguyện viên ở cái trung tâm CID, một bên mà lương khoảng 1.7 triệu, một lương thang 7 triệu chứ 7 là bây toàn đấy mô. Bây giờ 7 triệu là mới khởi điểm á. Mà bên tên 1 triệu 7 có nghĩa là 1 triệu tả bây giờ còn 700 tả sau. Tức là hàng tháng chị chỉ nhận được 1 triệu. Và do vậy chị một đêm chị phải đi dạy thêm tiếng Anh, dạy kèm tiếng Anh và dạy toán, kèm toán 600 là 1 triệu 2. 1 triệu 2 cộng 1 triệu là 2 triệu 2. Xong rồi là đời sống phè phở. Đó, xong rồi Huế 2 triệu 2 thôi, nửa một cách đây 10 năm là ngon rồi. Xong là buổi sáng mà đun sôi 580 ngàn như thế đấy. Là buổi sáng là cầm một đun sôi một cổ ổ bánh mì vô trong trung tâm á, bật máy tính lên và vừa ngồi gặm vừa làm, đến khi mọi người mà gấp máy tính họ đóng cửa ra về chị nghe nhận tự đóng cửa thì rầm là bắt đầu chị soạn đồ apply học bổng của chị ra, bắt đầu chị apply. Nói chung trên thế giới này có những loại học bổng của chị apply hết á. Rồi cho là nhảy vô apply liền đấy, ngán gì đó má. Và chị apply lên mỗi lần được lần đấy. Cứ apply vô cái là đến khi đến nỗi mà chị vô là chỗ ria hằng thank you for your application là chị biết đây là một email rớt. Bởi vì tự nhiên mình đập lại hắn còn cảm ơn mình mà. Là đấy là hắn rớt nhiều đến mức mà chị phải kinh nghiệm mình mới rớt. Và hầu như trong quá trình chị ở trong tâm chị chưa bao giờ check một email nào đâu hết á. Mà mỗi lần chị hồi hộp đến mức mà chị gọi chị ta là chị kế toán của trung tâm, bây giờ chị đang ở bên Mỹ á, để trong bên đó. Nói là mỗi lần là chị ta vô đây với em, chị ta hai chị em mà chơi chị ta có đã kích email này cái đọc rồi đỡ chơi chị ta thôi tối nữa tao đi ăn từng lột. Tao đi ăn từng lột rồi cái em còn lắng bên chỗ mà câu đầu tiên xả xui, xong rồi ước mơ về một tương lai ngày nào đó mình sẽ được đi bên nữa. Bắt đầu hai chị em ngồi vẽ ra thấy giống mình sống thiệt bên nữa luôn. Hai chị em còn hẹn hò là ngày muốn là chị qua được Mỹ, chị đoàn tụ được với chồng chị là bọn niên hai chị em sẽ bị ăn một cái gì đó, bọn gì đó mà thiệt là ngon rồi nữa. Hình dung tưởng tượng đến khi mà chị được cái chị phản đi cha mất năm sáu đó về mắt người chị luôn hẳn rửa đó cho đến. Nhưng mà mỗi lần chị một cái hồ sơ chị nộp qua bên hồi nữa chị toàn là châu Âu á, cứ nghĩ là học bọn đi du học à, du học thì phải đi châu Âu chứ, chị gọi châu Âu mới có cái rừng lá phong màu đỏ. Rồi có cái ghế mà chị lên chị ám mình mất, mà chị lại cái nó làm hình desktop của cái màn hình của chị, và ngay nào chị mơ tưởng là đi du học.